Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, bài 55, phép trừ trong phạm vi 10.000 và bài tập môn toán lớp 3, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 40 nào. Rồi, chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Mình thì yêu cầu là tính này. Như vậy ở đây mình sẽ có 4 phép tính. Ta sẽ thực hiện phép tính thứ nhất này. 4 không trừ được cho 8, chúng ta phải mượn 1, đúng không nào? Là lấy 14 trừ đi 8 thì bằng mấy? 6 này. Viết 6 nhớ 1. 6 này, các em mượn đi 1 rồi thì phải trả, đúng không nào? 6 trừ 1 còn 5. 5 trừ đi 3 thì bằng mấy? Bằng 2 này. Được chưa? Rồi. 2 không trừ được cho 5, chúng ta lại mượn 1. Tức là 12, 12 trừ đi 5 là mấy? 7 này. 5 trả 1 thì còn 4. Vậy thì 4 trừ 2 thì bằng 2. Được chưa? Rồi, sang phép tính thứ 2. 0 không trừ cho 7, lấy 10 trừ đi 7 thì bằng 3. 2 trả 1 còn 1, 1 trừ đi 0 thì bằng 1 này. 3 không trừ cho 6, lấy 13, 13 trừ đi 6 thì bằng mấy? 7 này. 8 trả 1 còn 7, vậy thì 7 trừ đi 1 bằng 6. Rồi, sang phép tính thứ 4 này. 7 không trừ cho 8, 17 trừ đi 8 thì bằng 9 này. 3 trả 1 còn 2, 2 trừ đi 1 thì bằng 1 này. 0 không trừ được cho 2, lấy 10 trừ 2 là mấy? Là 8 này. 4 trả 1 thì còn mấy? 3 này. Được chưa? Rồi, sang phép tính tiếp theo này. 8 trừ đi 0 thì bằng 8 này. 15 trừ đi 8 thì bằng mấy? Bằng 7 này. Được chưa? À, xin lỗi, 15 trừ đi 7 thì bằng 8 này. 6 kem trả 1 thì còn mấy? Còn 5. 2 hạ 2 viết 2. Ok chưa? Đấy, khá là dễ dàng nhé. Rồi, sang bài số 2. Người thì yêu cầu là đặt tính rồi tính. Như vậy đây mình có mấy? 3 phép tính. Thầy sẽ kể luôn cả 3 cái phép tính này để chúng mình cùng tính nhé. 1 này, 2 này, 3 này. Rồi, chúng ta sẽ đến phép tính thứ nhất này. 3.054 này trừ đi 2.526 này. Được chưa? 14 trừ đi 6 thì bằng 8. 5 trả 1 còn 4, 4 trừ 2 bằng 2. 10 trừ đi 5 thì bằng 5. 3 trả 1 còn 2, vậy thì 2 trừ 2 bằng 0. Như vậy chúng ta đây chỉ còn 528. Rồi, tiếp theo. 4, 6, 2, 0, trừ 2, 9, 1, 5. Được chưa? 10 trừ 5 thì bằng 5 này. 2 trả đi 1 còn 1, vậy thì 1 trừ 1 bằng 0 này. 16 trừ đi 9 thì bằng mấy? Bằng 7 này. Được chưa? Rồi, 4 trả 1 thì còn 3, vậy thì 3 trừ đi 2 bằng mấy? 1. Rồi, xong phép tính tiếp theo này. 8.231 trừ cho 7
không, ba. 11 trừ đi 3 thì bằng 8 này. 3 trả 1 còn 2. 2 trừ 0 bằng 2. 12 trừ đi 7 bằng 5. 8 trả 1 thì còn 7 này. Được chưa? À, như vậy mình đã xong bài 2. Sang bài 3. Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó. Tức là ở đây chúng ta sẽ có 3 phép tính ở trên những cái kiện hàng. Và đây là 3 cái xe này. Đấy, vậy thì đây chính là kết quả của một trong 3 các phép tính này. Đúng không nào? Thì chúng mình sẽ làm ở giấy nháp thôi. Viết nhanh nhá. 9, 2, 8, 4, trừ 1, 9, 6, 8. 14 trừ đi 8 bằng 6. Đúng không nào? 8 trả 1 còn 7, 7 trừ 6 bằng 1, 12 trừ 9 bằng 3, 9 trả 1 còn 8, 8 trừ đi 1 thì bằng mấy? 7. Như vậy đây sẽ là 7316, các em tìm 7316. Đây, 7316 nhé. Ta sẽ nối với kiện hàng này. Đấy. Được chưa? Dễ không? Quá dễ dàng. Phép tính thứ 2. 4, 5, 2, 7, cộng 2, 6, 0, 9. 7 cộng 9, 16, viết 6 nhân 1. 2 thêm 1 là 3. 3 cộng 0 là 3. 5 cộng 6, 11, viết 1 nhân 1. 4 thêm 1 là 5. 5 cộng 2 là mấy? 7. Như vậy đây sẽ là 7, 1, 3, 3, 6. Đây, 7, 1, 3, 6 đây. Ta sẽ nối với kiện hàng này. Được chưa? Rồi, và chắc chắn phép tính này với kiện hàng này rồi đúng không? Chúng mình thử nhé. 8, 3, 9, 2, trừ. Ở đây chỉ có 3 chữ số nha. 8, 6, 6 này. 12 trừ đi 6 thì bằng 6 này. 9 trả 1 còn 8, vậy thì 8 trừ đi 6 bằng mấy? 2. 13 trừ đi 8 bằng mấy? 5. 8 trả 1 còn 7, như vậy đây sẽ là 7526 này. Đúng chưa? 7526 chính xác nhá. Rồi. Xong bài 3. Sang bài 4. Bài số 4 người ta cho như sau. Đỉnh Phan Xipang, đó, em nào ở gần cái đỉnh Phan Xipang của dâu Lào Cai phải không? Hay là Lai Châu? Đó. Đây là đỉnh núi cao nhất Việt Nam với độ cao là 3.143 m so với mực nước biển. Đỉnh Tây Côn Lĩnh thì cao là 2.427 m so với mực nước biển. Hỏi đỉnh Phan Xipang cao hơn đỉnh Tây Côn Lĩnh là bao nhiêu mét? Quá đơn giản đúng không? Mình chỉ việc lấy gì độ cao của đỉnh Phan Xipang trừ đi độ cao của đỉnh Tây Côn Lĩnh. Được chưa? Vậy thì mình sẽ trả lời đỉnh nè, các em viết đúng nha. Phan này, Si này, Păng này, cao hơn đúng không? Cao hơn đỉnh Tây Côn Lĩnh, cao hơn đỉnh Tây Côn Lĩnh. Người ta hỏi bao nhiêu mét, chúng ta trả lời là số mét là, được chưa? Đấy, các em sẽ lấy độ cao đỉnh Phan Xipang 3.143 trừ đi độ cao của đỉnh Tây Côn Lĩnh 2.427. Rồi, mình làm phép tính trừ. 3143 trừ 2427. 3 trừ đi 7 tức là 13 trừ 7 bằng 6. 4 trả 1 còn 3. 3 trừ 2 bằng 1. 11 trừ đi 4 bằng mấy? 7. 3 trả 1 còn 2. 2 trừ 2 bằng 0. Như vậy chỉ cao hơn bao nhiêu? 716 m. Được chưa?
Rồi, như vậy đây chúng ta sẽ ghi là gì? 7 1 6 mét. Và ghi đáp gì? Đáp số. Thế là xong. 716 mét. Ok con dê. Rồi, và đến đây thì chúng ta đã hoàn thành được tiết 1 của bài này. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này các em nhé. Hẹn gặp lại các em ở trong tiết số 2.